Xin chào các bạn, đây là nhóm các bạn học sinh của lớp mình. Đây các bạn đang triển khai một mô hình trưng bày cái sản phẩm ô cốt cho khách sạn. Vì đây là không có vốn nên nhóm phải làm thế nào để các đối tác đồng ý mang cái sản phẩm của họ cho chúng ta trưng bày và bán của họ. Sau khi bán sản phẩm lên tranh lệch, đó sẽ được sử dụng để trang trải cho chính cuộc sống của các bạn và học tập của nhóm. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc, ai sẽ là người chịu một số chi phí phát sinh như mặt bằng và vân vân. Ở đây là một môi trường doanh nghiệp xã hội nên các bạn hãy hợp sức sáng tạo theo ý thích của mình nhé. Các tình nguyện viên và những người làm việc tại đây cũng hoàn toàn miễn phí. Các lợi nhuận thu được dùng để giáo dục cho cộng đồng tại địa phương. Muốn này. Ít lúc mỏ nó bây giờ này. Nhờ xin xe. 20.000. Cũng rẻ mà. Đây. 20.000. Anh cho anh đổ lên này đi. Để xem. Có được không? Được. Đẹp không? Được mà, đẹp. Anh chóng quay video quá trình mặt. Đứng ngoài mà nhỉ. Đây bạn này là thành viên của mình nhé, đang thử đồ. Xinh gái lắm nha. Nhà xuống đó mà. Đấy. Ông mình đã phải đi đâu chưa rồi? Nào xí tinh. Xong rồi mà biết sao. Nó đã, nó đi mà tất cả. Nó rồi. Như này thôi. Vẫn được mà. Thì mình cũng lấy trưng bày đi. Màu mới, màu nó mới nổi nổi. Cái này là được rồi. Cái này chỉ phù hợp mặc quần thôi.
Và công việc của nhóm sẽ là gì tiếp theo? Xin mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.